Hello cả nhà đã đến với kênh YouTube của Lam. Thì hôm nay chị gái mình về đây chơi nha cả nhà. Hello mọi người. Thì chị gái mình có mua đâu 2 kg vú heo rồi cả nhà. Giờ hai chị em mình sẽ ốp chao nướng nha cả nhà. Rồi bây giờ đặt tỏi. Hai chao luôn hả? Đây chao cả nhà. Một cái hai. Đây là chao. 2 kg với 1 cây vú heo sữa nha cả nhà. Đó, chấm nướng. Quay sát cho cả nhà xem ra cái vú heo quay. Giờ mình sẽ đổ chao qua đây. Đúng chưa? Tại vì gì đi ấp chao nhiều không ngon. Thì mình sẽ bỏ đường vô đây. Bỏ ngọt không? Đây là chén chao của mình ở nhà. Hai cái vú heo thì mình sẽ ướp với lại một cây chao bông mai nha, nhỏ như này nha cả nhà. Rồi một muỗng cà phê hạt bột ngọt, một muỗng cà phê đường và cùng một ít tỏi nha. Chảy nước miếng rồi nghe nè. Cắn đạn miếng rồi. Đây. Vậy cho nó tan rồi nè. Quá ngon cái nhà. Giờ mình sẽ đánh đều lên, hai mình sẽ đánh đều lên cái nhà. Với mùa Covid này thì kiếm cái món này rất là khó nha mọi người. Bây giờ quán xá đều đóng cửa hết rồi nha. Xong rồi bắt đầu. Giờ sẽ trộn lên nha cả nhà. Quá ngon. Rồi bây giờ hai mình ốp xong cái nhà, bây giờ mình chờ nó thấm rồi mình đem đi nướng như nhà. Còn hồi mình sẽ đi tốt hay quay cho cả nhà xem nướng như nhà. Trời đồng của con đung, hết con, ngựa một miếng nó dài.
đây lên nè, cái đầu mình đây cả đầu với cái tốt cha mình nghe nè, này chốt đây là hai kim nè, chào hôm nay chị hai gì vậy, là tính nào rồi lại lại chơi cái gì lấy cái chai kia lên luôn, đây là cuối đường mà vô hả, vô hỏi cu te vậy nghe nhớ cuối đường à, vui không vậy về ngoại đâu ngoại dây tránh đi đâu vậy, qua đây nè dây tránh chắc cho nó ra bụng bự xíu sao xịt lép vào hồng vậy hả, kéo nó bự bự mà nó bảo chưa đâu hai nha nha dạy đó lên con dạ dạy đó làm tôi biết gà nó bỏ hỏng mua vậy cục nó đâu biết đâu đó. Nó đi gỡ ra nó dán rồi á bán mồi em mà nhiều bán mồi nè dẹp bớt nó thôi nhiều quá ăn bớt hết đi ra nam bữa nay một mua mà dính được tôi cạn này muốn chui vô rồi nó kẹp bay biết sao chắc người chắc là vui con mà chúng ta bao lộn với được thấy cả mà con đi biết xíu vậy mất mất luôn rồi mới mọi người mất luôn con thôi đi chạy đúng rồi kế nè kế đứa đẹp nó xấu chết giờ cũng mời cả nhà cũng ăn với gia đình mình nghe cả nhà mời cả nhà muốn chú heo đi đấy mày quay chuyện nào với mày ăn chuột này béo bữa hơn bữa ngon rồi nó ngọt nó giòn rồi nói rồi cho ăn chả tới quý mình đúng không quý nói con lẹ mày chấm gì ta chấm chào á ngon quá nhỉ để mình ra với cuốc cái mới này nè mẹ em vô rồi ngồi kế chị hai nhở trời những em muốn nó ăn gì bỏ nó không có đâu mà ba mà bỏ ai chịu nổi bà ngồi đây là hút miếng dưa leo này không hai giờ nó ăn quá gần nha miếng bò có mẹ hút miếng dưa leo dương ác vậy kia mày con chấm hút thì về 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 xin đi leo con mình sợ hết dẫn cắt nghe nhà chứ hai giờ vẫn ăn rồi chứ hai vẫn ăn rất thì mỹ nha cả nhà ơi mời cái nhà miếng đi mời cái nhà luôn đi mẹ cho anh hai vô vô mời cái nhà đi vô kìa mời đó đây Chị mày, hồi nãy trước khi đi tắm rửa chưa? Chén này trao. Rồi. Rồi đi hốt xin miếng dưa leo rồi. Bây giờ hốt xin miếng dưa leo rồi. Xin xỏ gì ở đây trời. Bà nội thì tay chân sạch sẽ gì hốt hốt cái gớm không? Mới nói gì ấy nha. Mới tuần rửa. Mẹ nó. Nha lên nè, cái này sơ sơ được rồi. Sơ sơ nó mới ngon còn sữa. Lên YouTube kiểu này là bị gọi là gì? Con nhìn hai cả. Người cha mẹ không biết rồi nha. Cha giời thích quá. Đúng chưa? Mời cả nhà dùng con bé nha. Bỏ đầu ra ra cầm mời vợ lên. Bỏ tán lên đi cầm. Thôi Ly rồi cả nhà bánh gót kìa mấy cả nhà. Mày mời Út mẹ, Út mẹ không ăn chú heo rồi. Ăn chú kia cho nó có sữa. Mày vô ăn luôn đi mà. Chú bộ là mẹ mình nha cả nhà. Mà áo xanh là mẹ mình đó. Mà chết luôn á. Tính mẹ mà trẻ dữ vậy.
đi giờ rút cắn đâu hai chị em quên nhà bỏ hoài rồi. Khánh nãy giờ đâu cài người xấu dữ Khánh ơi. À, anh Khánh đi mua gì mày sai nó nhỏ vô ăn cũng đi sai nữa có mũi gì đâu con đâu tại vì con ảnh bị mũi cắn chứ con đâu bị mũi lần con bị mũi cắn bà có thẻ lên đi không mà nó vô con mũi rồi mà vô cái gì thẻ nghe nhà nhiều khi để mũi cắn đầy rồi cái căng bây giờ mậu hay hậu hay hậu hay cái nhiễu nước miếng không trời gặp tao hậu mà tao không làm mày đó mời mày mời mày ăn hết con nè mày thật nè để đi nhiều con để muốn không nãy quỳnh lấy thẻ 15 con rồi nướng bỏ càng ấy cua nó có thấy nhiều cái hạt không hết chết cầm bị ra luôn cả nhà ơi cầm đừng gôn quá nghe để nước mía gì cũng như vừa đó từ từ anh Tư ơi thiệt mà cái này cái miếng dưa leo cho nó phải gì hả thấy vú gì ấy ông làm thấy ham gì trời hồi sáng nhận bánh kèm không có quá ngon cái nhà cũng ngon bánh kèm hết Em chưa xin giấy được nha, chừng nào em nhận rồi tới chiều mai. Chiều mai em chưa về thì mốt nha. Ê, dài nhiêu ký vậy em? Sao mày? Ngại em chết luôn, tự nhiên hỏi số ký. Sao mày? 57 hả? Sao mà? Theo cái này có giá. Cân, bác sát. Số giá đâu? Thường không chịu nữa à. Ủa, có heo này bác. Lúc đó có một bạn chút. Heo này về bán phải là tính 1 ký là khoảng 1 tỷ. Mấy cái này hôm nó bỏ cái hộp nước mũi thì mới đây hết. Ôi qua để ai bán heo. Đồ hả? Hả? Để ai bán? Chị bán nhiều, bán nước nhậu. Để dành làm gì? Không để bỏ. Hello. Hello. Có nhiều nè, mà lên đây nè. Quá. Đi lấy cũng được. Ai điện mà? Rồi, ai đây nè nè nè. Của hai. Của mẹ. Không, có điện cho bác Singer của ha. Quốc vàng. Trời ơi, kìa. Vô 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 kìa. Ăn gì vừa đó để lần rồi chết luôn. Rồi rồi con đi làm không? Vô. Không muốn tình nó nhận. Mẹ hỏi không nhận. Mẹ hỏi không nhận. Trời ơi dân tình mình chết trốn đi vụ là chồng nó bắt. Không muốn tình nó mình nhận lắm. Thôi giờ quy định ở đây mình đây cũng kết thúc cái gì nha. Rồi anh nhớ đăng ký kênh, chia sẻ, ủng hộ anh em luôn đó. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người. Có em bé nó đặt vô nó không có được tính đâu đó.